bày chính thân chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiến sự thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới căm thủ thoát khỏi bốn đò bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, bằng thanh tu đà quần vô thổ tâm phạm lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, đừng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng. Lời in chung hữu tình ví như mưa đầu hạ, khiến ngàn cây đâm chồi. Vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tiên thiết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tăng Phật ký chân niết bàn. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã ân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ Đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân lội đảnh lễ và cúng dường. Phụng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân lội đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư thiên nhân lội đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu muôn hạnh phúc. Kiến và hoài nghi luôn cả giới tâm thủ môn đò sư, bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, bằng thanh tu đà quần vô thổ tâm phạm lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đừng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn lạc và thù thắng. Lời in chung hữu tình ví như mưa đầu hạ, khiến ngàn cây đâm chồi. Vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tiên thiết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo,
với tâm không ai chăm trong sanh hữu đời sau. Tam muôn đã đoạn các chủng tử không còn ví như ngọn đèn tăng bậc ký chân niết bàn. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu hành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã ân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đứng Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân lội đảnh lễ và cúng dường. Phóng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân. Chư thiên nhân loài đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư thiên nhân loài đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đa thủ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính thưa lễ chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay là ngày thứ hai, 11 tháng 5 năm 2020. Một lần nữa, thưa quý vị, chúng ta có thêm một ngày tu học trong chương trình đặc biệt của mùa đại dịch. Trong chương trình hôm nay, lẽ ra thì chúng tôi đã nói vào chiều hôm qua, nhưng mà hôm nay trở lại với điều mà chúng ta ghi nhận là ngày hôm nay ở một số các siêu thị đã bắt đầu có trường hợp hạn chế cái số lượng thực phẩm mà khách hàng có thể mua được như chợ HPEB ở Houston. Vì lý do đơn giản là nguồn cung ứng không có đủ. Ở trong thời gian sắp tới dần dà thì chúng ta sẽ nhận ra rằng ảnh hưởng của đại dịch sẽ đi xa hơn là những nguồn dự trữ có thể có được, và thực phẩm dần dần sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm. Thứ vì cũng trong bản tin hôm nay thì Tòa Bạch Ốc sau rất là nhiều tuần lễ phủ nhận cái giá trị của mang khẩu trang, thì hôm nay tất cả các nhân viên Tòa Bạch Ốc đã được lệnh phải mang khẩu trang sau khi hai trường hợp lây nhiễm đối với nhân viên làm việc ở bên trong Tòa Bạch Ốc. Điều này cũng một lần nữa cho chúng ta thấy rằng trước tình trạng mở cửa hiện nay khắp nơi thì mỗi người chúng ta phải tự có một ý thức nhận định là cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Và chúng ta không thể một cách quá trễ hay là chúng ta quá chậm. Và cũng trong bài học pháp thoại ngày hôm nay, chúng ta sẽ bước qua một chương mới nói về ngã tính đối với người tu. Đây là một ngày mà tất cả những người tu thiền đôi khi phải đối diện, và đối diện một cách rất là khó khăn. Trước khi chúng ta đi vào nội dung pháp thoại ngày hôm nay thì xin được kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng lễ Tam Bảo. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung của bài học. Nhất
Tâm định đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính thưa Thượng tọa Minh Hạnh, Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, có lẽ không có thời đại nào con người mà sống phải đối diện với nhiều cái cung bậc cảm xúc vui buồn khác nhau, mà đôi khi đến mức độ cực đoan giống như thời đại mà chúng ta đang có. Đôi lúc chúng ta cảm thấy rằng mình không là gì cả, chỉ là một thành viên rất là khiêm tốn nhỏ bé trong một xã hội, một con ốc rất nhỏ ở trong cái guồng máy khổng lồ, và gần như chúng ta chết ngọt, chúng ta hoàn toàn không quan trọng ở trong một thành phố mà cả hàng bao nhiêu triệu người đang sinh sống. Nhưng mà đôi lúc chúng ta cảm thấy thị dục khuỷu ngã, tức là cái quan điểm về cái tôi, cái ta, nó trở nên một cái gì đó ám ảnh rất lớn cuộc sống này. Một người thường mặc đồ hiệu cũng là một cách để phô trương bản ngã, hoặc giả là ăn to nói lớn cũng là cách phô trương bản ngã. Và cái ngã tính xuất hiện ở trong nhiều cái hình thức khác nhau, có khi rất là thô thiển mà có khi rất là tế nhị. Riêng đối với một thiền sinh khi hành thiền thì rõ ràng đây là một đề tài không dễ dàng để tiêu hóa. Hôm nay thì sau khi chúng ta đã hoàn tất phần nói về hành thiền của Ajahn Chah cha, thì chúng ta sẽ bước qua phần tiếp theo nói về ngã. Như hôm qua, vì lý do đặc biệt cùng câu số 35 chúng ta vẫn chưa hoàn tất, chúng ta sẽ trở lại đó một chút. Bây giờ thì xin được nhờ quý Phật tử nào khoan hỷ phát tâm đọc cho những câu của Ajahn Chah cha nói về ngã tính, rồi sau đó chúng ta sẽ trở lại với bài học. Hôm nay không biết vị nào sẽ giúp đọc cho phần này, xin quý vị quan hệ cho biết. Dạ, dạ, xin mời cô Lâm Dầu. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giác Sa Thứ Lành Thầy, chúng con kính trương thân và giác đẳng. Dạ, tôi dẫn nhập bài học chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì con xin được đọc bài. Dạ, trước hết thì con xin đọc câu cuối cùng của phần hành thiền, câu 35. Giới định huệ là cốt tủy của việc thực hành trong Phật giáo. Giới giữ cho thân khẩu trong sạch, và thân là chỗ cư ngụ của tâm. Như vậy, trong việc thực hành sẽ có đầy đủ giới định huệ.
giống như một khúc gỗ được cắt làm ba phần, nhưng thật ra cũng chỉ là một khúc gỗ thôi. Không thể vất thân khẩu đi, cũng không thể vất tâm đi. Chúng ta phải thực hành với cả thân và tâm. Như vậy, giới định huệ là một tập hợp hài hòa cùng nhau làm việc. Đó là chấm dứt phần hành thiền. Bây giờ thì còn phần mới là phi ngã. Câu số 1. Một bà cụ già mộ đạo từ một tỉnh kế cận đến Quách Ba Con hành hương. Bà thưa với Ajahn, chỉ có thể ở đây một thời gian ngắn thôi, vì bà còn phải trở về nhà coi chừng coi đổi mấy đứa chắc của bà. Bà cũng thưa với Ajahn Cha là vì bà đã quá già nên xin Ngài ban cho bà một thời pháp ngắn. Ajahn Cha trả lời, này bà cụ, hãy lắng nghe, ở đây không có ai hết, chỉ như vậy thôi. Không có ai là chủ nhân, không có ai già, không có ai trẻ, không có ai tốt, không có ai xấu, không có ai mạnh, không có ai yếu, chỉ vậy thôi, vậy thôi. Tất cả đều trống rỗng. Chỉ các yếu tố khác nhau của thiên nhiên tác dụng hỗ trợ. Không có ai sinh ra và chẳng có ai chết đi. Người nào nói về cái chết là người đó nói chuyện như đứa con nít không hiểu gì hết. Trong ngôn ngữ của tâm, nghĩa là ngôn ngữ của Phật Pháp, không hề có chuyện đó. 2. Căn bản của những lời dạy của Đức Phật là hiểu rõ tự ngã chỉ là trống không. Nhưng người học hỏi giáo lý, nhưng người học hỏi giáo Pháp tạo nên ý niệm tự ngã. Thế nên họ không muốn gặp đau khổ hay khó khăn. Họ muốn mọi chuyện đều dễ dàng, thoải mái. Họ muốn chấm dứt đau khổ. Nhưng nếu họ vẫn còn tự ngã thì làm sao hết đau khổ được? 3. Một khi bạn hiểu thì mọi chuyện đều dễ dàng, đơn giản và trực tiếp. Khi sự vật vừa lòng khởi sinh, hiểu rằng chúng là trống rỗng, không phải là của ta. Khi sự vật không vừa khởi sinh, hiểu rằng chúng trống rỗng, không phải là của ta. Thế là chúng biến mất ngay. Đừng đồng hóa chúng với mình. Cũng đừng cho mình là chủ nhân của chúng. Nếu bạn cho rằng cây đu đủ này là của bạn, thì bạn sẽ đau khổ biết bao khi có ai đốn ngã nó. Hiểu rõ được điều đó, tâm bạn sẽ thăng bằng. Khi tâm tiến đến chỗ thăng bằng, thì đó là chánh đạo. Những lời dạy chân chánh của Đức Phật dẫn đến giải thoát. 4. Người ta không chịu nghiên cứu học hỏi cái vực ra ngoài tốt xấu. Họ thường nói, tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế kia, nhưng họ chẳng hề nói, tôi sẽ chẳng là gì cả, bởi vì thật sự chẳng có tôi. Đó là cái họ cần phải học mà họ không chịu học. 5. Khi hiểu rõ vô ngã thì gánh nặng của cuộc sống sẽ được bỏ xuống, sẽ an lạc với mọi sự, không còn dính mắc vào tự ngã, vào hạnh phúc, thì sẽ có hạnh phúc thật sự. Hãy tập xả bỏ một cách tự nhiên, không cần tranh đấu gay go. Chỉ đơn thuần xả bỏ, sự vật thế nào thì cứ để nó thế đó, không nắm giữ, không dính mắc, tự do giải thoát. 6. Thân thể bao gồm 4 yếu tố, đất, nước, gió, lửa. Khi chúng kết hợp và tạo thành cơ thể, ta gọi chúng là đàn ông, đàn bà, cho chúng một cái tên để có thể dễ dàng nhận ra chúng. Nhưng thực ra, chẳng có ai trong đó cả, chỉ có đất, nước, gió, lửa mà thôi. Đừng bị kích động hay quá dính mắc vào thân thể. Nếu thực sự nhìn vào bên trong, chẳng có ai trong đó cả. Bài viết đến đây đã tạm chấm dứt. Chúng con cùng thỉnh thượng tọa giáo đẳng từ bi trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cô Giang Trường Nguyệt. Thưa vị, hôm qua vì lý do đặc biệt chúng tôi không có thì giờ để nói xong câu số 35 của phần về hành thiền. Hôm nay thì chúng tôi sẽ trở lại với câu số 35. Ở trong câu này, Ngài Chân Giang nói rằng chúng ta thường chia ra như là một con người gồm có 5 quẩn, hay là hành vi thì gồm có 3 là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp.
thì chia ra tuy là ba nhưng mà nó là một, giống như khúc gỗ mình chúng ta cắt làm ba khúc vậy. Nhưng mà như vậy là tại sao chúng ta chia làm ba, hay là tại sao chúng ta lại nhìn nó là một? Có một lần chúng tôi có đề cập đến là một vị tướng giữ thành, thì trước nhất là vị tướng đó phải có một cái khái niệm rõ là ở trong thành mình có bao nhiêu cửa ra vào phòng phòng thủ. Không thể nói rằng cái thành nó chỉ có bốn cửa mà chúng ta phòng thủ ba cửa mà mình yên tâm được, hay là một cái thành có sáu cửa mà chúng ta phòng cửa năm cửa mình yên tâm được. Thì như vậy sự phân chia đó để chúng ta có cái nhìn toàn diện. Thì có nhiều cách để phân chia cuộc sống. Ví dụ như một hành giả nói về đối tượng chánh niệm thì chia làm thân thọ tâm pháp. Mà khi mình nói quán chiếu về một cái gọi là chúng sanh thì có sắc thọ tưởng hành thức, hay là coi chừng sáu giác quan thì chúng ta nói mắt tai mũi lưỡi thân ý. Còn ở đây quan sát những cái hành động của mình thì có thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì sự chia như vậy đó nó chỉ có một mục đích là làm cho hành giả cảm thấy được an tâm rằng mình đã có thể nhìn cuộc sống một cách toàn diện. Ví dụ như là nếu chúng ta chia ra những hành động có ba là hành động của thân, lời nói của gọi là ngữ hành và sự suy tư của ý hành, thì nếu kiểm soát được cả ba điều đó chúng ta thật sự an tâm, thật sự an tâm để đi tới. Do đó ngài nói rằng tuy là ba nhưng mà chỉ là ba khúc, ba khúc của một cây gỗ, chứ không nên nghĩ rằng ba khúc đó chúng ta có thể đặt thành ba vấn đề khác nhau. Nó chỉ là ba phần của một khúc gỗ mà thôi. Bây giờ thì thưa vì chúng ta trải qua phần tự ngã. Tự ngã đó là một cái gì rất là khó hiểu trong đời sống. Chúng ta vui vì ngã mà chúng ta buồn cũng vì tự ngã. Chúng ta tiến bộ cũng vì tự ngã, mà chúng ta lui sụp cũng vì ngã chấp. Ngã đó là một cái khái niệm mà rất là mơ hồ ở trong cuộc sống. Và nhiều khi ngã chấp cho chúng ta những thứ cảm giác tế nhị thầm kín len lén trong lòng mà mình không biết chúng ta không biết rõ tại sao như vậy. Ví dụ như là người ta nói ở trong nước Mỹ thì đa số người da trắng họ cảm thấy ủng hộ cho người da trắng và kỳ thị đối với người da đen. Nhưng mà khi gửi một đội lực sĩ ra nước ngoài để mà tranh tài với các lực sĩ thứ khác, thì những ai đội đại diện là Mỹ, dù là người da đen thì họ vẫn ủng hộ. Mặc dù người da đen đó ở trong nước thì bị kỳ thị, nhưng mà ra ngoài đối với nước khác thì cũng vẫn ủng hộ. Thì ở đây quý vị, như vậy thì một bài học thứ nhất của chúng ta đó là về ngã tính. Nó có tính cách là giai đoạn, có tính cách là phiến diện, và nó không có cái gì gọi là chắc chắn trong việc đó hết. Bình thường sống chung một nhà đó thì anh chị em ghét lẫn nhau, nhưng mà cho đến khi chúng ta đụng chạm với hàng cuộc sống đó, thì mình lại bênh vực anh chị em ở trong nhà. Và do vì ở tại đây quý vị, chúng ta nhận ra rất nhiều trường hợp cái đề tài về ngã chấp trở nên hết sức là khó hiểu, hết sức là tế nhị. Nó là một cái phức cảm của đời sống tâm lý của mỗi cá nhân, và không riêng với cuộc sống ở bên ngoài, và ngay cả một tu tập cũng phải đối diện với cái mà chúng ta gọi là thị dục khuyển ngã như vậy. Trong câu số 1 của đoạn này thì đề cập đến một câu chuyện hơn là một lời nói. Một bà cụ già mộ đạo từ một tỉnh kế cận đến Quách Pho Phong hành hương. Bà thưa với ngài Chánh Cha rằng bà chỉ có thể ở đây một thời gian ngắn thôi, vì bà còn phải trở về nhà để coi chừng mấy đứa chắc của bà. Bà cũng thưa ngài Chánh Cha là vì quá già nên xin ngài ban cho bà một thời pháp ngắn. Ngài trả lời rằng bà cụ hãy lắng nghe, ở đây không có ai hết, chỉ như vậy thôi. Không có ai là chủ nhân, không có ai già, không ai trẻ,
không ai tốt, không ai xấu, không ai mạnh, không ai yếu, chỉ vậy thôi, vậy thôi. Tất cả đều trống rỗng, chỉ có yếu tố khác nhau của thiên nhiên khổ thương thôi. Không có ai sinh mà cũng không có ai chết. Người nào nói về cái chết là người đó nói về chuyện như đứa trẻ nít không hiểu gì hết. Trong ngôn ngữ của tâm, nghĩa là ngôn ngữ của Phật Pháp, không hề có chuyện đó. Thì thưa quý vị, đây là một câu nói tương đối rất là khó hiểu. Và quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút nhé. Xin lỗi quý vị. Thưa vị, thông thường khi mà nghe một câu chuyện, chúng ta cần có một chút tưởng tượng với những gì đang xảy ra. Bà cụ từ một tỉnh rất xa nghe tiếng của Ngài Thanh Tra nên đã đến, và dĩ nhiên đến với tất cả tấm lòng kính mộ. Và khi bà đến rồi thì bà lại cân nhắc là cần trở về để chăm sóc mấy đứa cháu, đúng là mấy đứa chắc, tức là con của những đứa cháu nội cháu ngoại, bởi bà cụ rất là lớn tuổi. Và dĩ nhiên là bà cụ có những cái lo lắng cân phân là ai là người quan trọng. Dĩ nhiên là từ đường xa và đổ đường đến Quách Pa Pon để gặp Ngài Thanh Tra thì nghĩ rất là quan trọng. Bà cụ già lớn tuổi rồi mà phải đi một đoạn đường dài từ tỉnh kế bên để đến tỉnh Ubon gặp Ngài Thanh Tra, dĩ nhiên thấy Ngài Thanh Tra là quan trọng. Nhưng mà rồi đến chùa Ngài Thanh Tra thì lại mấy nghĩ đến mấy đứa nhỏ ở nhà mà bà rất là thương, rất là nhớ bà, bà cần phải chăm sóc. Thì Ngài Thanh Tra ngày gợi ý cho bà rằng bà đã đến và đi, bà đến với Quách Pa Pon và bà rời Quách Pa Pon bằng cái ý niệm về lo lắng về người. Người này là người kia, người này quan trọng, người kia không quan trọng. Nhưng mà nếu thật sự bà để ý, tất cả nó đến từ cái cảm giác của chính bà. Cái cảm giác đó, nó tạo nên một hình ảnh một Ngài Thanh Tra rất là quan trọng. Và cảm giác đó, nó cũng tạo nên hình ảnh những đứa cháu ở nhà rất là quan trọng. Thật ra thì nhiều khi mình nghĩ rằng chính những con người nào đó quá quan trọng với chính mình, nhưng mà thực tế đó là do cái cảm xúc của chúng ta hết. Cảm xúc của bà, Ngài Thanh Tra quan trọng hay không quan trọng đối với bà không phải là do ở Ngài Thanh Tra, mà là do cái tâm hâm mộ của bà. Những đứa nhỏ nó quan trọng hay không quan trọng ở trên thực tế không phải vì nó cần bà, mà là vì những đứa nhỏ đó trong lòng của bà nó được thương và được quý như thế nào. Thì thưa quý vị, đối với một người tu tập á, thì nhiều khi việc mà mình sống ở trong thiền đường hay là mình rời thiền đường, mình làm việc này hay không làm việc kia, không phải là do cái nhu cầu của sự thực hành, do nhu cầu sự tu tập, mà là do cái gọi là cái thị dục khuỷu ngã, là cái nhu cầu của ngã tính ngã chấp chúng ta hết, đơn giản như vậy. Nếu một người mà đi hành thiền và do sự hành thiền đó mà họ thấy rằng họ quan trọng, thì thưa quý vị, họ sẽ bỏ ra hết thời giờ để hành thiền. Cũng có một câu chuyện khác là có một vị sư trụ trì ở tại một ngôi chùa cũng tương đối là có tiếng tăm ở Bangkok, đã bỏ thời giờ 3 tháng hạ lên nhập hạ Ngài Thanh Tra và tu tập. Thì sau 3 tháng tu tập, vì này lên đảnh lễ Ngài Thanh Tra và xin phép trở về Bangkok, thì Ngài Thanh Tra hỏi rằng 3 tháng tu tập ở đây có an vui hay không. Thì vị này nói rằng an vui cũng không phải, mà nói không an vui cũng không phải. Nhưng mà vị này nhận ra nhiều điều rất là thú vị về bản thân của mình. Thì Ngài Thanh Tra nói rằng
nhận ra điều gì vậy? Thì cái vị sư này mới nói rằng khi mà vị này rời ngôi chùa ở Bangkok lên tu với lên Ubon Ratchathini để tu ở tại chùa của ngài Tân Sa đó, thì vị này nghĩ rằng khi mình đi như vậy mình sẽ trở về nói chuyện với quý Phật tử ở trong chùa rằng sư đã sống với ngài Tân Sa 3 tháng và đã tu tập, đã hành thiền, thì điều đó nó sẽ tạo nên một cái sự hâm mộ, thương kính của nhiều Phật tử thấy rằng mình có tu. Thì như vậy khi vị này rời Bangkok lên Ubon Ratchathini để tu tập đó, thì là để đề cao cái bản ngã của mình và để cho những người Phật tử họ cảm thấy họ quý mình. Nhưng mà sau thời gian 3 tháng tu tập ở tại đây thì điều đó đối với vị này không có quan trọng. Và vị này thấy rằng không quan trọng, vấn đề ở là 3 tháng hay là 1 tháng hay là ai biết hoặc giả là ai không biết. Phật tử biết được thì biết, Phật tử không biết được thì cũng không sao. Và chính bản thân của vị này lại nghĩ rằng cái trọng tâm của sự tu hành ở chuyện khác, chứ không phải trọng tâm của sự tu hành là để làm dáng, để làm đẹp, để trở thành người thế này, trở thành người thế kia. Thì ngài Chân Cha ngài nói rằng như vậy là sự tu tập có lợi lạc. Ở đây thưa quý vị, lời nói ngài Chân Cha trong câu chuyện vừa rồi nó cũng như tương tự như câu chuyện mà chúng ta đang kể về bà cụ. Bà cụ nghĩ rằng ngài Chân Cha là quan trọng, những đứa cháu là quan trọng, nhưng mà kỳ thật bà không nhận ra rằng cái quan trọng của lòng bà không phải là ngài Chân Cha, mà cũng không phải là những đứa cháu, mà chính là cái cảm xúc của bà. Nói một cách khác là cái ngã tính của bà. Dạ, ngã tính của bà. Bà muốn, bà là một người cư sĩ mà đã từng gặp, đã từng học đạo với một thiền sư lớn, mà bà không để ý là cái đạo nó quan trọng, chứ không phải là cái chuyện mình có gặp hay không gặp một vị thiền sư danh tiếng là quan trọng. Và khi trở về để chăm sóc cho những đứa cháu nhỏ đó, thì ở đó đó nó cũng chứng tỏ rằng mình quan trọng đối với cuộc đời, quan trọng đối với những đứa cháu, và chỉ muốn cho thấy sự quan trọng của mình hơn là cái lợi ích thiết thực. Thì đây là một cái điểm rất là tế nhị mà chúng ta cần hiểu trong đời sống. Đôi khi nó rất là khó, nó chỉ nằm ở trong một cái làn ranh rất là tế nhị, khó nhận biết, và rất khó nhận biết quý vị. Chúng ta tiếp theo một cái câu nói khác của ngài ở tại đây là căn bản của những lời dạy Đức Phật là hiểu rõ tự ngã chỉ là trống không. Nhưng người học hỏi giáo pháp tại để ý niệm tự ngã, thế nên họ không muốn gặp đau khổ hay khó khăn. Họ muốn mọi chuyện đều dễ dàng, thoải mái. Họ muốn chấm dứt đau khổ. Nhưng nếu họ vẫn còn tự ngã thì làm sao hết đau khổ được. Thì ở đây trong câu nói này nói rằng khi mà chúng ta muốn thoải mái hay là chúng ta không muốn khổ, coi chừng cái muốn đó, nó chỉ là một cách để đánh bóng, để làm đẹp, để vuốt ve cái tự ngã của mình. Con người mình có nhiều khi có những hãnh diện gì lắm, thưa quý vị, mình tự hào rằng đời sống của tôi là như vậy đó, đời sống tôi thấy vậy mà có phước lắm, đời sống của tôi thấy vậy mà vui lắm, thậm chí đời sống tôi vậy mà đau khổ lắm. Tất cả những ý niệm này nó đều liên quan tới ngã tính. Liên quan ngã tính. Và do vậy ngài đặc biệt nhắc rằng cái quan tâm của chúng ta về cái khổ đau và hạnh phúc, về cái thoải mái hay không thoải mái, coi chừng nhiều khi nó không phải là vì mục đích hay là vì cái giá trị thực tế, mà nó đơn thuần chỉ là vấn đề bản ngã mà thôi. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng khi mà mình muốn chấm dứt đau khổ thực sự, mình phải vượt lên trên khỏi cái ngã chấp đó. Ở đây chúng ta thử tìm một cái mục khác. Giả sử như một người đi học hay là một người trong lúc tu tập mà họ thích nghi tối đa, ở trong cái khả năng thích nghi này họ không đặt vấn đề là mình là một người có địa vị trong xã hội, do đó mình phải làm thế này, hay là mình là một người giàu có mình phải làm thế kia,
mà mình vào trong cuộc tu, mình nghĩ rằng ai sao thì mình như vậy. Thì thưa quý vị, ở đây mình thấy rõ ràng là có một sự khác biệt giữa cái quan niệm về tôi và ta. Nếu một người đi vào trong trường thiền mà luôn luôn nghĩ rằng mình là địa vị thế này, mình xuất thân như thế kia, thì mình không có tu được, rất là khó tu. Nhưng một khi mình quên bẵng đi mình là ai, mà mọi người làm sao mình làm như vậy đó, thì lúc đó mình dễ dàng thích nghi hơn. Có một lần chúng tôi nghe một câu chuyện, thưa quý vị. Có một ông bác sĩ ở tại Yangon, ông muốn đi tu thiền. Và người ta giới thiệu ông lên gặp một vị thiền sư rất là nổi tiếng ở Mandalay. Nhưng mà vị thiền sư đó vì bận những người Phật tử rước đi qua bên Đài Loan, thật ra khi đi thì vị này giao lại cho một cái vị học trò tương đối rất là trẻ tuổi để thay thế hướng dẫn khóa tu đó. Và cái vị bác sĩ này thì lại tình cờ lại lọc vào trong khóa tu đó, không gặp vị thầy mà gặp một người học trò thôi. Và khi mà vị này sắp lên để nghe giảng, nghe sự hướng dẫn, thì vị này được mọi người thông báo rằng cái vị thiền sư mà ngài thiền sư mà nổi tiếng là không có ở đây hôm nay, mà ngài phải đi Đài Loan rồi. Do vị người học trò của ngài sẽ lên giảng thay thế. Thì bác sĩ này cũng lên ngồi như mọi người, nhưng mà ở trong lòng đặt một câu hỏi rất là lớn, là không biết cái vị này có được cái trình độ để nghe và giảng có được tốt như là vị thiền sư hay không, như là một người mà mình gọi là có tiếng tâm. Do đó vị này chọn một cái góc ở xa để ngồi, mà nghĩ rằng nếu mà không nghe được thì sẽ lăn lặn rút lui, và chẳng những về âm thất của mình mà còn còn trở về Yangon bởi vì không gặp được vị thiền sư. Nhưng mà thưa quý vị, khi vị này vào ở trong đó nghe giảng một hồi, thì vị này lại quên bẵng đi là mình là ai, vị giảng đó là ai, mà vị này chỉ nghĩ về những điều được giảng ở trong bài kinh, ở bài pháp đó. Thì ở cuối bài pháp đó thì cái vị thiền sư trẻ đó mới hỏi rằng mọi người có ai có câu hỏi nào không, thì ông bác sĩ mới đưa tay lên nói vị thiền sư rằng nghe ngài nói chuyện thì đoạn sau rất là thú vị, nhưng mà đoạn đầu á thì lại không có nhớ ngài nói cái gì, thì có thể là ngài lặp lại cái đoạn đầu không. Thì vị thiền sư rất là ngạc nhiên, hỏi rằng có phải đạo hữu bước vào trong thiền đường hơi trễ không. Thì vị nói dạ không, nhưng mà vì đoạn đầu á thì không có để tâm nghe ngài giảng nhiều, mà chỉ nghĩ rằng ngài thiền sư đi khỏi mà không biết là cái vị này còn trẻ mà có giảng được hay không, thành ra không có bận tâm nhiều với những điều mà ngài giảng. Thì vị thiền sư cười mới nói rằng đúng như vậy, đoạn đầu có thể đạo hữu không nghe được, nhưng mà đoạn sau một khi mình đã tự mình quên mình là ai mà mình chỉ nghĩ đến pháp không, thì lúc đó là lúc mà đạo hữu thật sự có thể nghe. Thì thưa quý vị, trong điều mà chúng ta được cảm nhận ở tại đây của vị bác sĩ đó, là ở đoạn đầu cái ngã của mình nó to, cái ngã mình nó lớn, và do cái bản ngã này, vị này không nghe được, dạ không nghe được cái vị thiền sư. Như một hồi vì một câu nói hay là vì một đoạn nào đó mà người này tự nhiên xóa đi cái ngã của mình, thì bắt đầu có thể lắng nghe và nghe tốt, dạ nghe gì vị thiền sư giảng. Đây là một cái điểm giá trị rất là lý thú. Ở trong đời sống con người mình đó, mà mình đi đâu mình cũng nghĩ đến bản ngã của mình, thì đa phần là cái bản ngã làm cho chúng ta bận rộn, mà chúng ta không có được nghe, không cảm nhận, không hấp thụ tốt những gì mà cần phải hấp thụ. Nhiều năm về trước, thưa quý vị,
chúng tôi có gặp một bà Phật tử ở tại Bangkok. Bà người chồng là một thương gia đại diện cho cái hãng Pepsi ở tại Thái Lan. Hãng Pepsi là một hãng nước ngọt rất là lớn. Gia đình bà cũng khá giả. Có một cái trường hợp là mùa an cư, thì hai người đến Wat Pa Nanachat để lo chuyện tu học tạo phước. Thì ông là một người đến chùa chỉ xin cạo tóc, mặc đồ trắng và sống trong chùa 3 tháng. Còn bà đó lại là một người phát tâm để cúng dường thực phẩm suốt cả 3 tháng an cư. Thì thưa quý vị, sau 3 tháng trở về thì những người con mới nhận thấy giữa cha mẹ có hai điều rất là khác nhau. Là người cha thì rất là ít nói, nhưng mà đời sống có thay đổi rất là nhiều. Người mẹ thì làm rất là nhiều, nhưng mà thay đổi thì rất là ít. Bà mẹ cũng giống như bà mẹ thổi nào, nhưng mà ông cha thì có vẻ 3 tháng ở chùa có thay đổi. Và trong một cuộc đối thoại với Ajahn Chay Saro thì những đứa con này có nhận định như vậy, là khi nói chuyện với ba con thì ba con mặc dù là một phú gia, là một người đi vào chùa tu giao duyên thôi, nhưng mà rồi hàng ngày lại đi sau chư tăng, mặc đồ trắng đi sau các vị sa di để mà cầm cái cà mên, cầm bình bát, đi khi chư tăng đi khất thực. Và ở trong chùa lại là một người thấp hơn các vị sa di, nên cái chuyện quét dọn làm việc chấp tác cũng phải nặng hơn, cực hơn. Nhưng mà rồi sau 3 tháng thì cô thấy ba con có phần thay đổi rất là lớn ở trong cuộc sống. Đời sống nó nhẹ nhàng hơn, nó ít có cố chấp hơn. Còn mẹ con thì làm phước trong 3 tháng thì bà rất là hoan hỷ. Bà kể cho những ngày bà làm được những phước sự rất là lớn. Bà làm đông người, và khi bà làm thì có chị của nhà vua đến để cùng chứng minh. Rồi bà kể chuyện là gặp các vị cao tăng này, các vị cao tăng kia. Nhưng mà rốt cuộc thì sao? Rốt cuộc thì bà vẫn dậm chân một chỗ, vì ở trong 3 tháng đó bà bận rộn để thổi phồng cái bản ngã của bà. Thì thưa quý vị, chúng thấy trong cuộc sống hàng ngày đó, thì người đàn bà là người chịu khó làm phước, hy sinh, nhẫn nại. Còn người đàn ông đó, là thường là cái tính tình hay cao ngạo hay tự đại. Nhưng một khi mà người đàn ông cạo tóc xuống, đi vào trong chùa, đứng sau các vị sa di làm những việc bình thường, thì nó lại cho một cơ hội là giảm bớt cái bản ngã. Trong lúc đó mà bà thì lại là một người được đánh bóng cái bản ngã, đi đâu người ta cũng giới thiệu là một đại thí chủ. Và luôn luôn ở trong 3 tháng đó bà cảm thấy bà rất là quan trọng. Và cái sự quan trọng đó nó không dẫn bà đi về sự đâu hết, mà nó chỉ là một cái niềm tự hào, một cái niềm kiêu hãnh lớn thôi. Nên ở trong trường hợp chúng ta thấy có một sự việc, đó là mình làm công việc gì đó mà chỉ đánh bóng cái bản ngã của mình, thì mình tưởng nó lợi lạc nhưng nó không lợi lạc. Một người mà còn đánh bóng bản ngã, dù là đánh bóng một cách tốt nhất đi nữa, thì thưa vị, nó vẫn khiến cho người đó dậm chân một chỗ. Nhưng một người có thể quên đi mình là ai, sống hòa mình và chỉ sống làm những gì cần thôi đó, thì thưa quý vị đó lại có một cái tâm lượng khác, một cái trạng thái khác. Đây là điều mà có sự khác biệt. Nên chi ngài dự rồi Đức Phật ngài trong cái câu số 2000 sanh cha ngài nói rằng căn bản của những lời dạy Đức Phật là hiểu rõ tự ngã chứ là trống không. Nhưng người học hỏi giáo pháp tạo nên ý niệm tự ngã, thế là họ không muốn gặp đau khổ hay khó khăn, họ muốn mọi chuyện đều dễ dàng thoải mái, họ muốn chấm dứt khổ đau, nhưng họ vẫn còn tự ngã thì là sao hết khổ đau được. Cái tự ngã đó nó làm cho mình luôn luôn mình đau khổ, chứ nó không làm cho mình giảm thiểu sự đau khổ được. Và bây giờ chúng ta sang câu số 3 của bài học này. Trong câu số 3 thì một khi bạn hiểu thì mọi việc đều dễ dàng, đơn giản và trực tiếp. Sự vật vừa lòng khởi sinh hiểu rằng chúng là trống rỗng, không phải là của ta. Khi sự vật không vừa lòng khởi sinh hiểu rằng chúng rỗng không phải là của ta, thế là chúng biến mất ngay. Đừng đồng hóa với chính mình, đừng cho rằng mình là chủ nhân của chúng.
Nếu bạn cho rằng cái đu đủ này là của bạn thì bạn sẽ đau khổ biết bao khi ai đốn ngã nó. Hiểu rõ được điều đó, tâm của bạn sẽ thăng bằng. Khi tâm tiến đến chỗ thăng bằng thì đó là chánh đạo. Những lời dạy chân chánh của Đức Phật dẫn đến giải thoát. Thì thưa quý vị, ở đây ngài đề cập đến hai cái quan điểm. Khi mình gặp cái gì vừa lòng đẹp ý thì mình nói rằng cái đó là của ta. Và cái gì không vừa lòng đẹp ý, mình nói cái đó không phải là của ta. Và mình xua đuổi đi. Thì cái chuyện mình cho rằng của ta hay không phải của ta đó, thì nó đều phát xuất từ ngã chấp hết. Và cái ngã chấp đó nó làm cho chúng ta thật khổ. Một ngày nào đó thì mình thấy rằng nó chỉ là rỗng không. Như chúng tôi làm trụ trì ở trong một ngôi chùa, mà những người Phật tử đi chùa thì có nhiều người tánh ý khác nhau. Có những người, thưa vị, họ rất là tốt, họ rất thiện tâm. Thì mình đi đâu mình cũng cảm thấy hoan hỷ rằng có người đó. Có những người luôn luôn là có cái tâm phiền não, gây gổ với những người khác. Thì thực sự đôi khi mình đi mà có người đó cũng cảm thấy rất là phiền. Nhưng mà ở chùa lâu thì mình thấy rằng à, như vậy đó. Ở trong chùa thì nó có người này, nó có người kia. Không phải là người ta tốt là người của mình, mà người ta không tốt là người không của mình. Phật tử chỉ là Phật tử, đơn giản như vậy thôi. Và cuộc sống, và giống như mình sống một ngày nắng và ngày mưa. Ngày nắng nó đẹp, mình nói là ngày đó là ngày của mình. Ngày mưa là ngày không đẹp, ngày mưa không phải là của mình. Thật ra thời tiết là thời tiết, thời tiết không có cái gì của mình, không phải không của mình. Mà nói vậy thật, nó đến và nó đi. Nên chỉ, trong cái câu nói ngài sanh xa đi là một cái quan niệm. Mà từ cái quan niệm đó chúng ta thường hiểu chuyện nó phức tạp, nhưng mà kỳ thật nó đơn giản và trực tiếp. Những gì mà mình binh vực, mình cho rằng của mình, nó cũng đến từ ngã tính. Ngã tính ở đây tức là chấp thủ, đó là ta, là của ta. Và những gì mà chúng ta chống đối, rùng rẩy, chúng ta bỏ đi là tại vì cái đó chúng ta không hài lòng. Thật ra nó cũng là một việc đơn giản của ngã tính thôi. Và nếu chúng ta thấy được cái cách là trống rỗng phụ của nó, thì những thứ đó sẽ biến mất. Và nếu đồng hóa, mình đồng hóa nó là mình, và nó là mình là chủ nhân của chúng, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ rất là khổ. Chúng ta rất là khổ. Cứ tưởng tượng là khi mà quý vị mới đi chùa, không quen biết gì hết, mà ở trong chùa người ta đốn cái cây mình không mất phiền. Nhưng một khi mà mình thấy cái chùa là chùa của mình rồi, mà ai đốn cái cây đi cũng phiền não, tại mình nghĩ là của mình rồi. Mà Đức Phật ngài dạy rằng, ngài sinh ra người nói khi tâm tiến đến chỗ thăng bằng thì đó là chánh đạo. Tâm thăng bằng ở đây tức là tâm được quân bình, tâm được hành xả. Hành xả ở đây là cái tâm không có quá chao đảo, quá dao động vì những hiện tượng như vậy. Thì ở đó chúng ta học được những lời dạy chân thật của Đức Phật. Đức Phật ngài muốn chúng ta nhìn một sự vật tương đối là thăng bằng, là ổn định. Trong câu số 4, người ta không chịu nghiên cứu học hỏi cái vượt ra khỏi tốt xấu. Người ta thường nói tôi sẽ như thế này và tôi sẽ như thế kia, nhưng họ chẳng hề nói tôi chẳng là gì cả, bởi vì thật sự chẳng có tôi. Đó là cái họ cần phải học mà họ không học được. Rõ ràng là chúng ta hay tự dự phóng ra một cái hình ảnh của mình, tôi là thế này, tôi là thế kia. Nhưng mà để học hỏi và thấy rằng tất cả những thứ đó đều không phải là cái tôi đó, thì là một chuyện rất là khó tiêu hóa, khó học lắm, và rất là khó học. Chúng ta chỉ muốn luôn luôn khẳng định là mình là một người tốt, mình không phải là một người xấu, mình là thế này, mình không là thế kia. Nhưng mà với một người học Phật thì chuyện đó không quan trọng. Cái chuyện quan trọng không phải là mình là thế này hay mình là thế kia. Mình là một người đẹp, một người xấu, một người lịch sự, một người không lịch sự, một người có bản lãnh hay không có bản lãnh, mình chuyện đó phải là quan trọng. Mà quan trọng là làm sao mình vượt ra khỏi cái ngã chấp của mình. Những cái con khỉ trời chúng tôi.
Để quý vị quan hệ sự chúng tôi một chút. Không biết là quý vị có nghe được chưa? Không biết lúc này chúng ta bị sao chứ quý vị? Cái laptop ấy, mình làm việc một lúc rồi thì nó rè, phải đổi qua cái điện thoại. Cũng là một cái trường hợp cũng trước kia thì chúng ta không bị như vậy, nhưng mà lúc này chắc ở gần trường tòa tôi siêu rất là bị ảnh hưởng. Nó chuyện bằng laptop lâu ngày nó cũng rè. Quý vị cho chúng tôi một chút. Dạ, quý Phật tử có nghe được không vậy? Xin hỏi quý vị có nghe lại không? Dạ. Chúng tôi xin nói một điểm này là cái quan niệm về ngã không ngã đó, nó cần chúng ta có một cái tinh thần thực dụng. Tinh thần thực dụng ở tại đây là cái quan niệm đó nếu nó làm cho mình khổ thì như vậy nó là một quan niệm hư ảo. Dạ. Ví dụ như là chúng ta là một người Phật tử mà nghe ai người ta chỉ trích Phật giáo tự nhiên mình nổi giận. Mình nổi giận lên tại vì mình nghĩ rằng họ nói như vậy nói xấu đạo Phật, nói xấu đạo Phật là nói xấu mình. Và chúng ta không có hiểu được rằng không phải là mình binh đạo Phật mà là do mình binh cái ngã của mình. Do mình binh ngã của mình. Nếu mà mình chúng ta thấy ví dụ là ở thành phố Houston có cái bãi biển Galveston. Bãi biển đó thỉnh thoảng chúng tôi cũng ra ngoài đó. Và nếu có ai ở xa như ở Florida mà họ về họ xuống chơi Galveston, họ chê bãi biển Galveston, họ nói Galveston bãi biển về mà nước nó không có trong, hay là cảnh tượng không có gì hấp dẫn, vân vân. Và nếu mà chúng tôi nghĩ rằng họ chê Galveston, tức là chê thành phố Houston và chê mình á, thì như vậy mình phiền não. Cái chỗ mình ở mình tính là chê mình là phiền não. Nhưng mà nếu chúng tôi nghĩ rằng Galveston thì Galveston, biển là biển và mỗi người đều có một cái ý kiến của mình. Họ ở Florida thì họ thấy biển mình nói bị so sánh ở đây thì ở đây không bằng, họ chê thì thôi. Chê tính là cái chuyện họ chê Galveston mà cố nhất thiết là mình phải buồn phiền thì như vậy mình sẽ không có khổ. Ở đây thưa quý vị, đời sống của chúng ta thường thường mình hay đặt cái vấn đề hơn thua, vấn đề tốt xấu, vấn đề này vấn đề khác, nhưng mà kỳ thật nói cho cùng tất cả nó đều là một cái chuyện mà nó liên quan đến ngã tính hết. Dạ. Vâng. Sống có chiêm nghiệm lâu thì mình hiểu rằng do cái ngã tính chúng ta khổ, chúng ta rất là khổ.
Chú con số 5 ngài nói rằng khi hiểu rõ vô ngã thì gánh nặng cuộc sống sẽ được bỏ xuống, sẽ an lạc với mọi sự, không còn dính mắc vào trường ngã. Và hạnh phúc thì sẽ có hạnh phúc thật sự, không dính mắc vào hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc thật sự. Hãy tập xả bỏ một cách tự nhiên, không cần tranh đấu gây go, chỉ đơn thuần xả bỏ. Sự vật thế nào thì cứ để nó như thế đó, không nắm giữ, không dính mắc, tự do, giải thoát. Khi chúng ta tu tập, chúng ta sống một điểm mà nó thường hay vướng mắc lên, chúng ta đưa ra một cái hình ảnh, một cái mẫu mã gì đó, mà mình nghĩ đó là ta, là của ta. Nhưng mà khi một khách, một lúc nào đó, mình nhận thẳng rằng khi mà mình còn dính mắc vào hạnh phúc thì mình không còn hạnh phúc thật sự. Mình dính mắc vào hạnh phúc, không hạnh phúc thật sự. Một cái người mà dính mắc vào một chiếc xe mình đang mua thì không có nghĩa là người đã hạnh phúc với chiếc xe. Họ hạnh phúc chiếc xe khi nào? Chiếc xe trở thành một cái phương tiện di chuyển, mà cái phương tiện đó không có làm cho họ bị dính mắc. Câu nói này nghe rất là mâu thuẫn. Một cái cuộc sống mà nó khiến cho chúng ta bị bận rộn quá nhiều thì cuộc sống này nó không hạnh phúc. Có một lần chúng tôi nhớ một người Phật tử, họ có tiền thì họ đi mua một căn nhà, họ làm trong một khu vườn Nhật rất là đẹp ở trong căn nhà đó. Vì khi làm được khu vườn Nhật thì họ phải thuê những người đến bảo trì hàng tháng, cắt cỏ, chăm sóc các cây, tốn số tiền khá lớn. Và rồi họ mở ra những cái buổi tiệc, tiệc trà để thỉnh chư tăng và mời Phật tử về để dự những lớp tu học ở nhà. Và rồi họ mở những buổi tiệc để mời bạn bè khách khứa đến, tại vì có khu vườn mà không có thưởng, không ai thưởng ngoạn thì như không. Nhưng mà thứ vì sau đó một vì một lý do đặc biệt, người này đã bán đi căn nhà đó và trở về sống với một căn nhà bình thường, chỉ có cái sân cỏ mà không có khu vườn Nhật. Thì lúc bây giờ vị này kể chúng tôi nghe rằng vị này mới chợt nhận ra rằng cái mà mình có, cái khu vườn Nhật ở trong nhà, nó cũng không hẳn là một điều mình làm cho mình hạnh phúc như mình nghĩ. Ai trong chúng ta cũng nghĩ rằng nó làm cho mình hạnh phúc, nhưng mà thực sự không là hạnh phúc cho mình nghĩ. Và khi mà không có thì nó có cái thảnh thơi, mà một chiếc thảnh thơi hạnh phúc mà trước đó mình không biết được. Và cũng có một ví dụ là có một Phật tử quen của chúng tôi, thưa quý vị, người đó họ rất là thích có một chiếc tàu để cuối tuần họ kéo đi ra ngoài hồ hay ra ngoài biển để mà chạy. Thì lúc mới mua chiếc tàu đó về, họ cảm thấy rất là hãnh diện. Và khi mình đi đâu mình kéo theo chiếc tàu, chứng tỏ cho người khác thấy là mình có chiếc tàu. Và họ tổ chức những buổi tiệc, buổi ăn, mời người này rủ người kia cùng đi chơi. Đi chơi mà họ phải lo hết, tại vì họ mời mà, họ phải lo lắng từ ăn ngủ đến tiện nghi. Sau một thời gian thì người này thấy rằng có chiếc tàu nó phiền, nó mệt quá, người lại bán chiếc tàu đi, không còn chiếc tàu nữa. Thì bây giờ người nhận ra có một thứ hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó là hạnh phúc không phải rộn ràng, hạnh phúc không phải trả tiền nặng hàng tháng, hạnh phúc không phải liên lạc đồ này, liên lạc đồ kia. Hạnh phúc ở đây là hạnh phúc của cái không có. Cái hạnh phúc không có, không có chiếc tàu đó, nó rất là khó hiểu. Bởi vì, thưa quý vị, chúng ta chưa có chiếc tàu. Thật ra có nhiều người chúng ta mơ là có chiếc tàu là hạnh phúc, nhưng mà khi không có chiếc tàu đó là hạnh phúc nữa. Giống như chúng ta có thân này, chúng ta vui mừng với cái ăn uống, với cái đại tiện, tiểu tiện, với những thứ này, thứ khác. Và chúng ta không nghĩ rằng không có cái thân sanh tử là nó hạnh phúc đâu. Dạ, không có. Giống như một người mà qua đây làm việc mà có chiếc tàu, nghĩ có chiếc tàu là sung sướng, nhưng mà thật sự có chiếc tàu rồi thì nó khổ. Dạ. Ở trong khu số 6, thưa quý vị, thân thể bao gồm 4 yếu tố là đất, nước, gió, lửa. Khi chúng kết hợp vào tạo thành cơ thể, chúng ta gọi là đàn ông, đàn bà, cho chúng một cái tên để dễ dàng nhận ra chúng, nhưng kỳ thật chẳng có gì trong đó cả, chỉ có đất, nước, gió, lửa mà thôi. Đừng bị kích động hay quá dính mắc vào thân thể,
Nếu thực sự nhìn vào bên trong, bạn sẽ thấy bên đó chẳng có ai cả. Cái tính chất rỗng không này, nó là một cái, nó là một cái chuyện mà khi mà mình nghĩ rồi mình đôi khi phải hiểu. Một người mua được một chiếc xe tốt, một căn nhà tốt, và người đó vay mượn một số tiền của ngân hàng, thì tất cả mọi người vươn vào ở trong một cái luật chơi là ngân hàng có tiền gửi vào, có tiền của những người khách gửi vào, họ phải đem tiền đó cho vay mượn để kiếm lời. Và cái nhân viên ngân hàng đó, họ chỉ làm công việc, họ là những loan officers, là những nhân viên cho vay nợ. Và cái chỗ bán tàu, chỗ bán xe và người mua xe thì đều tìm cách làm thế nào đó mà có người tiêu thụ, có người mượn tiền. Và ở tại Mỹ có nhiều cái mà người ta có đó, nó chỉ là một cái phần rất nhỏ, và phần lớn còn lại là nó thuộc về của ngân hàng, đó là phần vay của nợ. Và nếu nhìn cho kỹ thì một chiếc tàu đó, một chiếc xe đắt tiền đó, đó nó không thuộc về nhà băng, nó cũng không thuộc về cái người dealer cho bán xe, nó không thuộc về người chủ xe, mà nó nằm ở trong một cái định luật về tài chính, về tiêu thụ của một xã hội, mà bắt buộc con người làm quần quật để có được những cái mà người ta mong muốn có. Và các cái cơ quan, các công ty là làm sao để giới thiệu cho người ta mua những sản phẩm đó, rồi chịu khó đi làm để trả tiền, rồi trả gốc để có được những thứ đó. Trở đây quý vị, chúng ta nhìn kỹ, ở trong đó không ai thực sự làm chủ hết. Mình nói là nhà băng làm chủ cũng hẳn, mà cái người vay tiền để mua làm chủ cũng hẳn, mà cái công ty bất động sản hay là cái dealer xe làm chủ cũng hẳn, không ai làm chủ hết. Cái đó đạo Phật gọi là vô ngã, nó là một sự kết hợp của nhiều thứ. Nếu chúng ta nhìn kỹ cái thân này cũng tương tự như vậy. Thân của chúng ta thì có được là do nhiều yếu tố, do tứ đại đất nước lửa gió hợp thành, và chúng ta tồn tại do nhiều nhân duyên. Và thậm chí cái mai, cái rủi, cái thành, cái bại, cái giỏi, cái dở, tất cả đều là một sự đẩy đưa hết. Nhưng mà chúng ta thường có cái quan niệm là tôi là thế này, tôi làm thế kia. Kỳ thực cái quan niệm đó là một thứ ảo giác. Dạ, nó hoàn toàn là một thứ ảo giác. Và khi mà chúng ta nhận nó là một thứ ảo giác rồi, thì tâm của chúng ta rất là thanh thản, tâm của chúng ta rất là nhẹ nhàng. Thưa quý vị, lấy một cái ví dụ khác là trong cuộc sống này, người ta thường nói lên cái niềm hãnh diện về một cái gì đó là của mình. Như là nhà sư thì có cái chùa là chùa của mình, Phật tử đi chùa, Phật tử chùa của mình. Nhưng mà chúng ta nhìn lại cho kỹ thì nó cái gì gọi là của mình hết. Nó là một cái sự tồn tại do nhân, do duyên. Nó là một cái sự tồn tại do nhiều điều kiện kết hợp, nó có tù, có tán, rồi nó lại biến mất thôi. Chúng tôi có đọc một tài liệu là năm 1932 rồi, thì ở tại California có hơn 250 ngôi chùa Phật giáo. Tất cả đều xây dựng do người Trung Hoa. Là người Trung Hoa qua đây họ làm việc, rồi họ gom tiền lại họ làm những ngôi chùa. Và chúng tôi đặt chân đến California năm 1980 rồi, thì còn lại có 41 ngôi chùa. Và 41 ngôi chùa. Và những ngôi chùa kia đó, thì theo thời gian, hoặc không ai duy trì, hoặc không ai trả tiền, hoặc là nó rơi vào tay tư hữu, từ từ nó biến mất hết. Thì đọc cái tài liệu đó thì có một số người buồn, nói rằng Phật giáo mình sao tội nghiệp quá, mất mát hết. Nhưng mà thật sự, nếu mà nói ra thì nó có gì là Phật giáo hay không Phật giáo. Dạ. Tất cả đến đi tụ tán thành bại do nhân cho duyên. Cả thế giới này, thưa quý vị, một lúc nào đó, nó được hành thành bởi nhiều thứ. Nhưng rồi cả một cái thời đại nào đó, nó lại tiêu tan, nó lại biến mất, nó không thuộc về của ai. Thật ra chúng ta chấp nhận, nó vô thường là như vậy. Mọi sự việc nó là như vậy.
Và khi nào mà chúng ta có thể nhận ra được cái tính giả hộp như vậy thì chúng ta an lạc hơn, ít có phiền não. Thì ở đây trong phần kết thúc này, chúng tôi muốn nói rằng có thể cái quan niệm về vô ngã đó, về phi ngã nó làm cho chúng ta cảm trống rỗng, cảm thấy buồn phiền. Nhưng mà phải có tu tập, phải có lắng nghe, phải có nhìn rồi chúng ta mới nhận ra rằng à, chính cái sự lãnh hội ý nghĩa này làm cho chúng ta bất khổ và chúng ta vượt qua những cái cột rối để đạt đến một cái gì gọi là hạnh phúc đích thực. Nếu cái hạnh phúc đó còn thì quý vị nó phải trả cái giá hạnh phúc đó. Nó cũng giống như trường hợp như là mình có được một tài sản gì mà mình vay lãi quá cao để mình trả cho cái thứ đó đó, làm việc rất là vất vả. Thì một lúc thì chúng ta cảm thấy rằng mình không có hạnh phúc để làm chủ nó, mà trái lại mình làm nô lệ cho nó. Trái lại là mình bị nợ đần nhiều, mình khổ vì cái đó. Đơn giản như vậy. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong những câu nói của Ngài Nhân Cha về giáo lý vô ngã. Bây giờ thì xin kết thúc phần pháp thoại ở tại đây. Và xin kính thỉnh đại đức Tuệ Tri, sư Nguyên Thông và sư cô Tự Duyên. Xin đại đức Tuệ Tri và sư Nguyên Thông mỗi vị tụng cho một phần kinh Trát Tán Xuất Tá. Và thỉnh sư cô Tự Duyên khoan nghỉ đọc cho cái phần ý nghĩa tiếng Việt, bản dịch tiếng Việt của tên Trát Tán Xuất Tá. Chúng tôi sẽ trở lại với một vài cái ý nghĩa của bài kinh Châu Báu. Kính thỉnh như vậy, thỉnh đại đức Tuệ Tri đọc cho phần tiếng Việt và thỉnh sư cô Tự Duyên đọc cho phần, xin đại thỉnh đại đức Tuệ Tri đọc cho tiếng Phạn và sư cô Tự Duyên đọc phần tiếng Việt. Cung kính lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng, xin phép đọc bài kinh Trát Tán Xuất Tá. Panithana tu patha yata tha gata sada sabaramiyo dasa pabaramiyo dasa baramatha paramiyo bhancha maha paricchage te so chariya pachima pavve gappa vakkantin chatin apinikkhamanang Madhana chariyang bodhi panlan ke mara vichayang sapanyutanyana pativethang nanavaloko tarathamme tisape bime putagune avachitwa vesaliya tisupaka rantare sutiya marating baritang karanto ayasma ananda thero Viyakarunna chitam upatthabe toa koti sata sahase suchaka wale sudekvata Yasanang patiganhan tiyancha vesaliyam pure roga manusadukpika samputam tigvitham phayam Hippamantarathabe sibaretantam panamahe Janita kuta ni samagata ni pumma ni vaya ni vanta leke Sape vaputa sumana pavanto atho pisaka chasunanto Tasma hi puta ni sametha sape Metang karo tamanu siya bacha yadi vachara to chaharanti ye paling Tasma hi ne rakhata apmata yang kinchi vitang itawahurang Vasake suwa yang ratanang panitang nano samang ati tathagate Nairam vibhute ratanang panitang hete nasache nasuvati hotukhayang viragang Amatang panitang yada chagasakya muni samahito nate nathamme Samadhi kinchi dambi thamme ratanang panitang Ete na sache na suvati hotu yam buddha sayato pariwana yisu king Samadhi manantari kanyamahu samadhi nate na samo Na vichati dambi thamme ratanang panitang
ete na sa che na su wa te ho tu ye pukkala atta satang basatha chata diye ta ni yuga ni hon ti te dakhineya sugata sa sa vaka ete su dinna ni mahala naidam bisang khe ratanang panitang ete na sa che na su wa te ho tu ye su payuta manasa dan he na ni kamino Vodamasasanam hite patipata matang vigay halatha mutha Nipputing punchamana idam sanghe ratanang panitang Ete na sache na suvati hotu yathing dakhilo pataving sito siya Chatopikvate pi asambakam biyo tatubamang sapurisang vadamiyo Ariya sacha niya vecha basati dambi sanghe ratanang panitang Ete na sache na suvati hotu ye Ariya sacha ni vipakvayanti dambi dabanyi Nasudesita ni kincha pite hantu pusata Nate pavang atamamati yanti dambi sanghe ratanang panitang Ete na sache na suvati hotu saha vasada sana sambada Yataya sudhamma chahita pavanti saka yaditi vichikichitang Chasila patang vabiyadati kinchi chatuha baye chavipamuto Chachapithana viapappu katum idambi sankhe ratanang panitang Ete na sache na suvati hotu kincha bisokammang karoti bapakang Kaye na vacha yudache tasa vapapo sota sapate chada Ya papata di sabada savuta idambi sanghe ratanang panitang Ete na sache na suvati hotu anapagumbe yathapo sitake Himha namase pathamas mingim he tathupa mangtham magvarang Adesa yinipa nagaming paramang hita jayram vibhute ratanang panitang Ete na sache na suvati hotu vado varang yu varado varaharo Anuttaro tham magvarang adesa yiram vibhute ratanang panitang Ete na sache na suvati hotu khinang puranang Navang nati sampavang vidatta chita yatike pavasming Teki na bicha vidun hichanda nipanti theda yathayam baribo Idambi sanghe ratanang panitang Ete na sache na suvati hotu yani taputa ni samagata Ni pumma ni vaja ni vantalikhe Tathagatang deva manusa bhuchitang Bhutthang namasama suvati hotu yani taputa ni samagata Ni pumma ni vaja ni vantalikhe Tathagatang deva manusa bhuchitang Thammang namasama suvati hotu yani taputa ni samagata Nipumma niwaja niwantalikhe Tathagatang devamanusabhuchitang sankhang namasama suvati hotu Dạ, con đã đọc xong được kinh Ratana Sutta. Dạ, kính mời cô thể viên tiếp tục cái phần Việt ngữ ạ. Dạ, kính mời cô. Dạ, sa thú lần thay. Dạ, kính tri ân đại đức. Con kính tri ân thượng tọa giác thắng. Và bây giờ con xin đọc bài kinh Ratana Sutta tiếng Việt. À, Nhật Quỳnh có thể bót cho mình tự nhiên không ạ? Dạ. Tôn giả Ananda với từ tâm vô lượng trì tụng kinh châu bao suốt trọn cả đêm dài ba vòng thành Quế Xa Ly niệm tất cả ân đức của Như Lai Đại Lực là mười ba la mật, mười thượng ba la mật, mười thắng ba la mật, năm pháp đại thi xả. Ba
hạnh nguyện độ sanh trong kiếp chót gian trần, suốt gia tầm giải thoát khổ hạnh nghiệm đạo màu, chiến thắng đại ma quân đạt nhất thiết chủng tri, chứng chính pháp siêu phàm chư thiên khắp các cõi, mười muôn triệu thế giới đều vui mừng lãnh hội. Kinh châu bao uy lực tiêu trừ mọi tai ương, đói khát và bệnh tật cùng phi nhân quay nhiễu trong thành quê xa ly, thấy điều được tan biến. Chung đệ tử nhất tâm trì tụng kinh châu bao, chung thiên nhân ca cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, mong khởi lòng hoan hỷ thành kinh nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại, vốn đêm ngày hồi hương phước lành đến chư thiên. Những vận quy trong đời, chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Pháp bất tử tôi thượng, ly dục diệt phiền não, Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền, không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Do vậy chính chánh pháp là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tập thiền định, chứng hiện tại lạc trú, Đức Phật hằng ngợi khen, không gì so sánh được. Do vậy chính chánh pháp là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Thánh tam vị bôn đôi là những bậc ưng cung, đệ tử đấng thiện thể được tri giả tan thang cung dường đến các ngài, hưởng vô lượng công đức. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Tu hành thiểu dục với ý chí kiên trì, khéo chơn chánh phụng hành lời dạy đức điều ngự, chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bất tử, lạc tru quả tịch tịnh. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Vì như cột trụ đa kheo chôn chặt dưới, vì như cột trụ đa kheo chôn chặt xuống đất, dầu bốn hương cuồng phong cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liệu mộ tư thanh đê cũng tự tại bất động trước tam pháp thế gian. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Bậc thanh tu đà hường chứng kỳ ly thanh đê, được đức Gotama kheo thuyết giảng tường tận. Các ngài dù phong vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tam. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiếp sử, thần kiến và hoài nghi luôn cả giới căm thù, thoát
thoát khỏi bốn đọa xứ, bậc nhập lưu không tạo, sao bất thiện trọng nghiệp. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Bậc thánh Tu Đà Hường, dù vô tâm phạm lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thanh. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng, lợi ích chung hữu tình. Ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi, do vậy chinh Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban phúc pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chấp, trong sanh hữu đời sau. Bằng muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt, bậc tri chứng niết bàn. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân ca cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ Đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Chúng thiện nhân ca cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân ca cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ tặng chung bậc Như Đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Dạ, con đã đọc bài kinh Trọ Bảo vừa xong. Và bây giờ con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với chúng con. Và cảm ơn Nhật Quỳnh đã bắt bài. Xin kính chừng Thượng Trị và xin cô Thượng Duyên. Bình sĩ tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng ta mỗi ngày đều nghe tụng kinh Châu Báu. Đằng sau tất cả những bài kệ đó có một ý nghĩa rất là quan trọng, đó là khả năng chuyển hóa của cuộc sống. Niềm tin vào khả năng chuyển hóa là một năng lực mà tất cả những người tu tập hay những người có cái tín ngưỡng đều, dĩ nhiên là ở một quan niệm nào đó, người ta tin rằng con người đã sống thì phải cúi đầu trước cái số mệnh và phải phục tùng trước thiên ý, tức là ý trời. Nhưng mà chúng ta là người con Phật, ở trong cái niềm tin của kinh điển thì nên hiểu rõ một điều,
là mỗi một buổi sáng thức dậy, nếu chúng ta sống tích cực, nếu chúng ta nhìn cuộc đời tích cực và an trú tâm của chúng ta vào những giá trị tích cực, thì cuộc sống có thể thay đổi. Dù rằng đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình bé bỏng, và trong cái sự nhỏ bé hầu như là mình không thể làm được gì với cuộc đời này. Dĩ nhiên là không phải mình nói rằng mình muốn thay đổi là thay đổi được, mình muốn chuyển hóa là chuyển hóa được. Nhưng mà mỗi một sự cố gắng ở đời sống hàng ngày, và đặc biệt là cái nhìn và hành động tích cực, nó luôn luôn làm tốt hơn. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là tại sao chúng ta có chương trình tu học ở trong mùa đại dịch. Bởi vì chúng ta tin rằng bằng cái nhìn tích cực, có một cái sự cương quyết, có một cái chủ tâm là tạo ra một cái điều kiện tốt đẹp cho sự tu tập tinh thần, thì ít nhất là nó cũng tốt hơn là không có gì. Bởi vì có một vài lần chúng tôi được dịp đi về ở cái vùng xa xôi ở phía bắc của Chiang Mai, gặp một số những người sống ở miền sơn cước. Họ sống đời sống cũng cực, cũng lam lũ, nhưng mà trong một vài ngày ở gần họ thì chúng tôi cảm nhận một điều rằng họ là những người sống rất lạc quan, rất đẹp, bởi vì họ tin rằng những gì mà họ làm việc hàng ngày, từ cái việc cuốc đất, trồng khoai, trồng chuối ở trên các cái ven đồi, họ cải thiện được cuộc sống, họ làm cuộc sống tốt hơn, hơn là ngồi đó mà khoanh tay thúc thụ. Thì điều này nó cũng dạy chúng ta một bài học rất lớn. Dù là chúng ta sống ở thành thị hay ở thôn quê, ở trong mùa đại dịch hay không có đại dịch, nếu chúng ta sống bằng một tư tưởng tích cực thì chúng ta có thể chuyển hóa. Chúng ta không thay đổi được hoàn toàn, nhưng mà rõ ràng là chúng ta có làm cho cuộc sống được tốt hơn. Và do vậy nên ở trong mọi cái tình huống, điều quan trọng nhất là niềm tin. Chúng ta phải tin vào sự chuyển hóa của tất cả. Thưa quý vị, ở cuối bài học ngày hôm nay, chúng tôi có nói rằng chúng tôi sẽ nhắc lại câu chuyện ngày hôm qua mà chúng tôi vẫn còn đang nói dang dở, là trong lịch sử của nhân loại đã có nhiều trận đại dịch xảy ra, nhưng mà có những trận đại dịch thì được kết thúc bằng sự tìm ra những cái thuốc ngừa và thuốc trị, như là trường hợp của đại dịch đậu mùa, gọi là smallpox. Và những đại dịch khác thì cho đến ngày hôm nay vẫn còn, như là đại dịch HIV, bệnh SIDA hay bệnh AIDS, hoặc giả là bệnh cúm, nó cũng là một thứ đại dịch mà tái nhiễm hàng năm. Thật ra thì ở giữa đệ nhất thế chiến, người Tây Ban Nha qua Pháp và Hoa Kỳ đã chết một con số không nhỏ. Người ta ước tính rằng có thể cả hàng trăm triệu triệu người đã chết vì bệnh cúm. Thời đó họ chưa có khả năng thống kê chính xác như bây giờ, nhưng mà rất nhiều vì bệnh cúm. Nhưng mà con người đã tập để sống với bệnh cúm. Và cho đến giờ này thì họ nghĩ rằng rất có thể trường hợp của COVID-19, một cái đại dịch lớn nhất ở trong lịch sử nhân loại mà chúng ta được biết hôm nay. Ví dụ như riêng ở tại Hoa Kỳ, bây giờ là chưa tới giữa tháng 5 mà con số người chết đã vượt ngưỡng 80.000 người. Dạ, 80.000 người. Người ta tính rằng cho đến mùa thu năm nay thôi, có thể con số đó nó sẽ lên tới 200.000 người. Và cái khả năng mà lây nhiễm có thể lên rất cao, lên tới có thể là 6 hoặc 70% dân chúng. Rồi một lúc nào đó, con người sẽ phải tập sống với COVID-19, cũng như chúng ta tập sống với bệnh cúm vậy. Hiện nay, quý vị, người ta nói rằng một điểm mà khiến cho dân tộc Hoa Kỳ vẫn còn có nơi bắt buộc mang khẩu trang, nơi không bắt buộc, là bởi vì vấn đề văn hóa.
ở tại tòa Bạch Ốc, như chúng tôi nói từ ban đầu, đó là ngày hôm nay là ngày đầu tiên bắt buộc tất cả nhân viên trong tòa Bạch Ốc phải mang khẩu trang. Mặc dù có rất là nhiều người, kể cả Tổng thống Trump và Tổng thống, Phó Tổng thống Mike Pence đã chống đối về việc này, nhưng mà rồi người ta cũng bắt buộc phải mang khẩu trang. Và người ta nói rằng nó có một điểm sâu xa mà khiến cho người ta không mang khẩu trang, là bởi vì mang khẩu trang nó khiến người ta khó chịu, không có thoải mái. Đây là vấn đề hoàn toàn văn hóa. Mang khẩu trang làm cho người ta cảm thấy người ta bệnh hoạn. Mang khẩu trang làm cho người ta cảm thấy rằng người ta mất đi cái tự do, một thứ tự do giữa một đất nước tự do. Nhưng mà rồi có những nơi mà họ không thể làm gì khác hơn là mọi người phải mang khẩu trang. Hôm nay có một vị bác sĩ đi trên một chuyến bay, và chuyến bay đó đông người, đầy cả người. Thì vị bác sĩ này cứ nghĩ rằng ở trong thời này không có người đi máy bay, thì như vậy cái khoảng cách là giữa ghế ngồi ở gần cửa sổ và ghế ở lối đi đó là một cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà rồi lên máy bay đầy người hết thì không có khoảng cách, họ ngồi rất gần với nhau. Và vị bác sĩ này thấy rằng có một sự nguy hiểm, người ta không tuân thủ một điều gọi là social distance. Đó cũng là một câu chuyện chúng ta thấy một sự việc là rất nhiều cái quan niệm về phòng chống bệnh dịch, rất là nhiều cái quan niệm về giãn cách xã hội, rất là nhiều cái quan niệm về hại của bệnh dịch, nó khác biệt giữa người này và người khác, giữa chính quyền này và chính quyền khác. Ở tại Virginia và Tennessee, thưa quý vị, có một thành phố gọi là Bristol. Thành phố này là một trong số hiếm các thành phố mà nó nằm giữa hai tiểu bang, và ở giữa có một đại lộ của Bristol được có một cái lằn ranh chia hai, phân nửa bên này và phân nửa bên kia. Thì cái phần ở bên tiểu bang Tennessee thì hiện nay vị thống đốc là vị thống đốc Cộng hòa, thì họ cho mở cửa hoàn toàn. Và phần ở bên phía Virginia, tức là phần bên vị thống đốc của tiểu bang Dân Chủ, họ đóng cửa, các business phải đóng cửa, và nó chỉ cách của một con đường. Khi người ta nhìn con đường của Bristol thì họ nói rằng đó là hình ảnh tiêu biểu của nước Mỹ. Nước Mỹ đang có một sự ngăn cách giữa hai cái quan niệm liên quan đến đảng phái chính trị, và quan đó là quan niệm không nhất thiết đáp ứng được cái tình hình thực tiễn. Thì ở đó nó cũng là một cái ví dụ khác cho chúng ta thấy rằng khi mà đại dịch corona xảy ra thì ban đầu mọi người cứ nghĩ rằng nó là một cái hiện tượng liên quan tới sức khỏe, mà không ai nghĩ rằng nó ảnh hưởng sâu xa về mặt kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị cho đến ngày hôm nay. Chúng tôi lại muốn trở lại với một cái hình ảnh khác ở tại Thái Lan. Như tất cả quý Phật tử đều biết rằng Thái Lan là một quốc gia theo Phật giáo Nam truyền, và việc Bạch Chư Tăng đi khất thực là một hình ảnh rất là quen thuộc hàng ngày. Đi thực để có thực phẩm độ dịch, và đa số các chùa thì không có nhà bếp để nấu. Nhưng mà rồi thưa quý Phật tử, bây giờ nếu chúng ta nhìn thấy những hình ảnh Chư Tăng đi khất thực ở Thái Lan, thì Chư Tăng mang khẩu trang, rồi phải mang một tấm plastic gọi là face shield để ngăn chặn. Những quý Phật tử cũng mang khẩu trang và cúng dường với khoảng cách từ xa. Thì có nhiều người trách rằng Tăng đã đi tu rồi mà sao trời chết đi khắc thực, mà tại sao còn phải mang khẩu trang, rồi bây giờ phải mang face shield. Nhưng mà thưa quý vị, vấn đề không đơn giản là các nhà sư có trời chết hay không trời chết, nhưng mà đó là yêu cầu của chính phủ. Bởi vì Chư Tăng sống ở chùa và cái khả năng mà bị truyền nhiễm nó nhiều hơn là quý Phật tử ở tại gia. Và khi Chư Tăng đi khất thực mà để bảo vệ cho những người Phật tử thì Chư Tăng cần mang khẩu trang và cần mang face shield. Như vậy ở đây một lần nữa nó lại liên quan đến vấn đề văn hóa, liên quan đến vấn đề quan niệm. Và đối với quan niệm văn hóa thì chúng ta không thể đòi hỏi rằng tất cả mọi người đều có một cái quan niệm đồng đều giống nhau hết, mà quan niệm có khác biệt giữa nơi này đến nơi khác, giữa người này đến người khác. Nên chi phải nói rằng mình đang sống ở trong một cái
thời đại mà tương đối rất là khó khăn. Mình phải dò dẫm từng bước, phải thích hợp theo từng thành phố, từng địa phương. Ở California hôm nay thì người ta nói rằng cái gọi là cái con số mà người bị lây nhiễm và tử vong nó không tồi, không sụp, mà nó nằm yên một chỗ một cách lì lợm. Họ gọi là stubborn plateau, tức là nằm yên một cách lì lợm, nó không lên, không xuống. Điều này nó phải mất thêm một thời gian nữa để người ta giải thích cho biết một lý do đích xác. Nhưng mà rồi chắc chắn là tình hình mà chúng ta không thể nói rằng một sớm một chiều thì đại dịch corona sẽ tan biến mất. Do vậy với tất cả những tin tức mà chúng ta đọc được đó đây, thì có lẽ chúng ta nên đồng ý ba cái điểm chung. Một á, là cái thái độ thích nghi là thái độ cần thiết, bởi vì đại dịch vẫn còn và đại dịch vẫn còn lây lan. Trong lúc đó thì cái nhu cầu kinh tế phải mở cửa. Do đó chúng ta phải nhìn nhận rằng dù lệnh có mở cửa nhưng mà đại dịch không có nghĩa là chấm dứt, mà chúng ta phải thích nghi với chuyện này. Và điểm thứ hai mà rất cần chúng ta quan niệm, đó là mình không nên chỉ nghĩ rằng sự cẩn thận như là mang khẩu trang, mang face shield, nó là bảo vệ chính mình mà còn bảo vệ cho cộng đồng, một cho xã hội. Nếu chúng ta nghĩ đến những người chung quanh, nghĩ đến những người thân, nghĩ đến những người bị lây nhiễm trong cuộc đời, thì chúng ta phải đặc biệt cân nhắc. Người ta nói rằng những bữa tiệc như là tiệc sinh nhật hay là những nơi tập hợp đông đảo như đám tang thường là cái nguyên nhân để gây ra rất là nhiều cái lây nhiễm. Và do vậy chúng ta dù có mở cửa cũng phải rất là cẩn thận khi đi lại. Và sau cùng, thưa quý vị, chúng tôi muốn nhắc lại một điều là đại dịch không có tan biến một sớm một chiều đâu, mà nó có thể trở lại bùng phát. Do vậy nếu ở nhà và quý vị có thể tiếp tục cất giữ được khẩu trang, mua được khẩu trang, mua được những thuốc rửa tay, xà bông vân vân, thì nên cố gắng để mua và đi để cất giữ. Bởi vì đến lúc mà đại dịch bùng phát thì đôi khi chúng ta rất là khó tìm những thứ này. Nó là đến lúc đại dịch bùng phát, nhưng mà thật sự hiện nay thì đại dịch cũng tông đà lây lan. Vì vậy chúng ta cũng tiếp tục cẩn thận, không nên xem thường. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Gautama. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh na làm như lời quần sanh Bồ Tát Sa Ra Nam Ga Cha Mi Tham Mang Sa Ra Nam Ga Mi Sang Kang Sa Ra Nam Ga Cha Mi Đô Ti Yam Bi Bồ Tát Sa Ra Nam Ga Cha Mi Đô Ti Yam Bi Tham Mang Sa Ra Nam Ga cha mi đô ti yam mi sang căng sa ra nang ga cha mi ta ti yam mi bồ tát sa ra nang ga cha mi ta ti yam mi tham mang sa ra nang ga cha mi ta ti yam mi sang căng sa ra nang ga cha mi đệ tử quy y Phật Nga đấng thiên nhân điều ngự bi khi vẹn toàn đệ tử quy y Pháp Nga đạo chuyển mê khai ngộ đi khổ đắng lạc Nga đệ tử quy y Tăng Nga bậc hoàng kỳ chánh pháp vô thường phước điền lần thứ hai đệ tử quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo lần thứ ba đệ tử quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo như tâm đảnh lễ đức Như Lai bằng ứng cung chánh biên kỳ minh
hành tung thiền thệ thế gian giải vô thường điều ngự thiên nhân tư phần đà thế tôn nhân tâm đảnh lễ chân pháp do phần thiện thiết thiết thân nghiêng thiền vượt ngoài thời gian nên để chứng nghiệm hiệu năng hương thường chi giả thân chân nhưng tâm đảnh lễ chư tăng thanh đệ tử thế tôn bằng thiện hạnh hạnh như hạnh chánh hạnh gồm bốn đôi tam vị các ngài xứng đáng tôn trọng cung nghinh cung dường chấm tay kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nay đại lễ tang từ tam hợp ngày đản sanh thành đạo niết bàn nhớ ơn sâu thiền thệ cha lành nội mừng sen thường hành bi tri lại phần tổ toàn tri diệu giang lại pháp màu chân thật quang minh lại tăng già vô lượng hồng ân bàn cung lạc cam lồ tịnh thể chúng con vốn nhiên lành chưa đủ qua sanh sao thờ phật chủ thế gian nhưng còn đây ánh đạo huy hoàng theo pháp phần vượt qua bể khổ nhớ quyền xưa quyền thành thập độ đâu xứng đà giác trần gian ca tỳ la nhạc đối cung vàng trung ân đồ mây ngờ năm sân vì chúng sanh lương tâm ca vật ơn nguyện dày bồ tát giác anh đứng ma gia ứng kiều mong lành voi báo chân sao ngà coi vĩ rằng nuôi ngọc xanh màu diễm lệ tỏ thiên hương ngào ngạt tận không phiên kim cương bao phủ mây hồng các tường mong các tường phúc mệnh lùm bi ni tinh ba hiển hiện 32 biểu tướng trượng phu cùng 80 quy canh đặng thù hòa bãi bước đi mang lời khai thị ôi hàng hũ đó hoặc vàng kỹ đủ dùng như cô canh phi phàm mà trải bao đời quyết cu trần gian và đại giác từ ân xuất hiện thương chúng sinh mê tình thục lặng mãi ngược xuôi hai đường khổ cầu mãi nên trầm hương hãy bể dầu biên đầu thật biên đầu nguyện mộng thăm chín tuổi đời đầy qua mộng bỏ ngay hoàng đế nghiệp thế nhi sao năm tu khổ hành an nghỉ rừng thanh văn chọn thay điện ngọc rồi chung đạo dốc lòng tâm lực coi bồ đề viên mất tam minh hàng phục ma đoàn tận tự tinh nhân thiết tri viên thành đại nguyện rừng lộc giả pháp vận chuyển đồ năm thì thích tử đầu tiên 45 năm hoàng hóa cấp miền cổ ức triều hữu tình thoát cổ đào vô binh từ nay rạng tỏ tuổi 80 mãn thọ trọn viên rừng xa la thì tịch niết bàn thương tư chung ban lời di gia đời giả tam hữu vi mộng ảo tinh tân tu liễu đạo chân thường ba cõi vi về thế giới nghe hương vô nổ sai mùa cung phật ngọc xa lợi di lưu ân đức pháp bảo đăng nhận việc sáng soi gương lành xưa muôn thở rạng ngời hồng ân lớn trời người nhìn gọi thế tôn cha lành ba cõi đủ từ bi phổ hóa chúng con dưng si mê lạc lối lầm đường thôi vì kỹ mở lòng từ chúng
con nguyện vượt qua khổ hải, tâm tu học y giáo phụng hành, thanh tịnh tâm bỏ ác làm lành, sống cùng sự báo ân tam bảo, nguyện phước bao đã làm mà hồi hướng gấp chư thiên bằng thiên thần hộ pháp, nhiều oai đức thần lưng ngự khắp cả trần hoàng hư không giới thiên giới. Xin các ngài tỳ hỷ công đức đã thể hiện rồi, hô trì Phật pháp mãi tôi sen nhân thiên quân đồ hưởng thái bình, muôn người sống lạc nghiệp, mẹ cha và thầy tổ nguyên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu, thiểu bệnh dứt khổ sầu, ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu, nhất tâm cầu giác ngộ.